đến đến và đón đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cùng già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên dọn đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng mong bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi nơi khắp phòng người người đi hái lòng đèn xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trống xuân long phụng về đây xung vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng đến đêm và lắm đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lúc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Trắng nơi nơi trắng khắp phố người người đi hái lòng người đi hái lòng đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phùng về đây xuân về phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng đến đến và đón đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên dọn đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng ông bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn về tu dưỡng thân tâm nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Mời nhau dốc đời an xuân chén chào mời nhau mời.
bời nhau, giọt đời hát xuống chén trà bời nhau. Xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện, sự có mặt đông đủ của trên các cụ, công, các bà, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể con cháu trong gia tộc ngày hôm nay đã trở về dự buổi lễ mừng thường thọ cho cụ ông Đỗ Văn Thuận chính thức bước sang tuổi 81 và cụ bà Phạm Thị Thế chính thức bước sang tuổi 77 trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép ban tổ chức xin được thay lời cho gia đình trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện, sự có mặt đông đủ của các bậc quý vị. Trân trọng cảm ơn. Và xin được kính chúc quý vị bước sang năm Mậu Tuất gặt hái được nhiều thắng lợi và gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị, noi theo đạo lý uống nước nhớ nguồn, noi theo đạo lý của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát và hiểu theo đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, cứ mỗi độ xuân về, mừng thọ người cao tuổi là một nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà cha mẹ, xã hội thể hiện được sự trọng vọng, tôn kính đối với những bậc cao niên. Bản thân các cụ cảm thấy được tôn vinh và sẽ sống vui hơn và sống khỏe hơn. Và kính thưa quý vị, đi khắp thế gian thì không ai sánh bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và mỗi người con chúng ta thể hiện hiện hữu trên cõi đời này đều có được đón nhận sự yêu thương, sự chở che chăm sóc của bậc cha mẹ. Trong tâm thức dân gian, người có tuổi và gia đình có người cao tuổi là có được một cái phúc lớn, có phúc nên mới được sống lâu. Và người xưa có câu nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ngày hôm nay cụ ông Đỗ Văn Thuận chính thức bước sang tuổi 81 và cụ bà Phạm Thị Thế chính thức bước sang tuổi 77, đó cũng là cái phúc lớn không chỉ của hai cụ mà còn của con cháu gia đình họ tộc. Để thể hiện lòng tri ân, ân đức sinh thành, dưỡng dục sự hiếu thuận của con cháu đối với ông bà cha mẹ, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2018, tức là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất, anh em con cháu nội tộc, ngoại tộc như đại gia đình cũng rất vui mừng, phấn khởi và long trọng được tổ chức lễ mừng thượng thọ song thân. Và không để cho quý vị chúng ta chờ đợi lâu thì sau đây xin được trân trọng kính mời hai cụ chúng ta cùng bước lên sân khấu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, mừng hai cụ được cao niên trưởng thọ, tuổi xưa nay hiếm ở trên đời, tuổi già trí vẫn sáng tươi, sống vui, sống khỏe, sống đời thanh tao, cõi xuân tuổi hạ càng cao, cây bền gốc vững thắm bao nhiêu cành, nhờ cây muôn lá tươi xanh, xung xuê bóng tỏa mát lành cháu con. Và kính thưa quý vị, mẹ cha nay 81 đầy, 5 năm tháng tháng xung vầy cháu con, trên đời có mấy vì sao,
dễ gì sánh được công lao biển trời. Dâng lên người những bông hồng đỏ thắm, tựa như dòng máu đỏ mẹ cho con. Và kính thưa quý vị, để trở lại chúc mừng cho hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay, thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu con cháu của hai cụ sẽ trở lại sân khấu và có những kỷ vật, những món quà hết sức ý nghĩa để dâng lên bậc cha mẹ trong ngày vui này. Xin được trân trọng kính mời. Đời này con cháu không chỉ gì có thể thay thế tấm lòng của cha mẹ đối với con cháu. Và ngày hôm nay, những ai đang còn cha còn mẹ thì hãy biết trân trọng và hãy dành cho cha mẹ niềm hạnh phúc nhất. Trân trọng cảm ơn quý vị. Con thay mặt cho tất cả các con của cụ, con trai, con gái, con dâu, con rể, xin kính chúc hai cụ mạnh khỏe, thượng vượng thọ để con cháu được nhờ. Xin hết. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi là một người con trong gia đình, cũng như là một người con trai của cụ, đã dâng lên cha mẹ những lời chúc vàng ngọc và những lời chúc cho hai cụ luôn luôn được trường thọ, bách niên dài não và là chỗ dựa tinh thần để cho con cháu noi theo. Và kính thưa quý vị, mẹ là cơn gió mùa thu, cho con mắt mẹ lời ru năm nào, cha là đêm sáng trăng sao, soi đường chỉ lối cho con vào bến mơ. Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ cho con thành tựu được nhờ tấm thân. Cha thường âu yếm ân cần, bảo ban chỉ dạy những lần con sai. Mẹ là tia nắng ban mai, sưởi cho con ấm đêm dài giá băng. Lòng vui, lòng con vui sướng nào bằng mẹ cha bên cạnh nhọc nhằn trôi đi. Và ngày hôm nay, gia tộc họ Đỗ của cụ Đỗ Văn Thuận đã có những món quà hết sức ý nghĩa để trao tặng cho hai cụ trong cái buổi lễ mừng thượng thọ này. Và xin quý vị, chúng ta hãy dành những cái tình cảm đặc biệt của mình cùng chúc mừng cho đại gia đình và chúc mừng cho hai cụ ạ. Những tràng pháo tay của quý vị ạ. Xin chào, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho những món quà hết sức ý nghĩa mà đến từ gia tộc cũng như là những người thân trong gia đình ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho hai cụ ạ. Một tràng pháo tay quý vị ạ. Xin chào, cảm ơn quý vị. Ban tổ chức kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà nội ngoại của hai cụ, hôm nay rất là phấn khởi và vui mừng đầu xuân Bính Tất được gia đình tổ chức long trọng lễ mừng thọ cho hai cụ Đỗ Văn Thuận và Phạm Thị Thế. Thay mặt cho các bà, các mẹ và anh em con cháu của cụ Gia và cụ Lịch đã có bức chướng tươi đẹp để dâng lên mừng cho hai cụ thượng thượng thọ và trường sinh bất lão. Trước những năm Mậu Tuất không biết nói gì, thay mặt cho gia đình đầu xuân mới xin kính chúc toàn thể các quý vị và toàn thể hai họ nhà chúng ta, anh em bạn bè, thân bằng cố hữu một sức khỏe dồi dào, bước vào năm Mậu Tuất đạt nhiều thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin được trân trọng cảm ơn những món quà mà những người thân của hai cụ ngày hôm nay đã dành tặng cho hai cụ, cũng như là một lời chúc phúc từ con cháu của hai cụ ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn những phần quà ý nghĩa vừa rồi. 77 kính mừng thượng thọ lộc trời mừng xuân, bên con cháu chắt quây quần, anh em bầu bạn xa gần mừng vui. Và ngày hôm nay nhận được những cái tình cảm đặc biệt từ cán bộ chính quyền đến từ xóm Đình Lê đã có những phần quà hết sức ý nghĩa để trao tặng cho hai cụ, cũng như là dành những cái tình cảm lời chúc, chúc cho hai cụ bách niên dài não và sống bên con cháu thảo hiền ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn thay lời cho gia đình, đỡ lời cho hai cụ, xin được trân trọng cảm ơn những phần quà cũng như là những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thay mặt xóm Đình xin kính chúc hai cụ một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
xuân năm mới thay mặt gia đình kính chúc hai cụ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải, thọ tỷ tháng xuân. Để trở lại chúc mừng cho hai cụ thì xin được ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các cụ đồng niên của hai cụ sẽ trở lại sân khấu và để chúc mừng cho hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những các cụ, các ông, các bà đã dành những tình cảm ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho hai cụ. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa của hai cụ đồng liên cùng với cụ ông trong buổi sáng ngày hôm nay cũng trở lại chúc mừng và có những phần quà hết sức ý nghĩa gửi tặng cho hai cụ. Xin được thay lời cho hai cụ trân trọng cảm ơn ạ. Và thay lời cho gia đình, thay lời cho hai cụ, xin được trân trọng cảm ơn phần quà của hội người cao tuổi thôn Lê Xá ngày hôm nay đã cùng trở lại với gia đình, dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đại gia đình cũng như gửi những cái tình cảm chúc cho hai cụ được bách niên dài lão trong buổi sáng ngày hôm nay. Chân sức ý nghĩa dâng lên các bậc cha mẹ và thay lời cho hai cụ trân trọng cảm ơn những phần quà hết sức ý nghĩa mà những người con, người cháu trong gia đình dâng lên cha mẹ trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Và thay lời cho hai cụ, xin được trân trọng cảm ơn các cụ đến từ thôn Lê Xá đã có những phần quà hết sức ý nghĩa mà cũng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các vị tân khách gần xa tới dự buổi mừng thọ của hai cụ Đỗ Văn Thuận và Phạm Thị Thế. Hôm nay chị em chúng tôi, bạn bè của cụ cũng có món quà nhẹ lên để chúc mừng hai cụ và chúc hai cụ luôn luôn vui vẻ và tiếp theo 80 xuân cụ đã đón rồi. Xin cụ vui vẻ đón 10 xuân sau. Xin chúc mừng tất cả toàn thể gia đình, con cháu sắt của cụ được hạnh phúc và mạnh khỏe, làm ăn vạn sự như ý. Xin hết ạ. Và xin được thay lời cho hai cụ trân trọng cảm ơn cụ bà với những vần thơ hết sức ý nghĩa và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hai cụ cũng như là đại gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, này đầu tiên tôi xin chào tất cả các cụ, cô, bà và toàn thể những người thân mến khách hôm nay đến dự buổi lễ trọng đại của tuổi 81 của hai cụ. Và kính thưa cụ ông Đỗ Văn Thuận, năm nay tuổi 81, hôm nay hội xóm chúng tôi được sự lời mời và lời của gia đình đã đến đây để chúc sức khỏe cho ông một cái tuổi vàng. Xóm chúng tôi có một cái chúc lời chúc cụ là các cụ luôn luôn mạnh khỏe để xóm này có những cái người tuổi cao như các cụ đến hiện bây giờ. Và xin chào gia đình. Vâng, xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị. Và vừa rồi một vị đại diện cho xóm đoàn kết đã có đôi lời cũng như là những lời chúc tốt đẹp nhất tới hai cụ cũng như đại gia đình. Thay lời cho đại gia đình, thay lời cho hai cụ, xin được trân trọng cảm ơn những cái tình cảm của các quý vị đến từ xóm đoàn kết ngày hôm nay cũng có dành những cái tình cảm và những cái món quà để cùng chúc mừng cho hai cụ. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Đối với con cha không là những cánh cò đông phi dầu như mẹ đã từng ru con, nhưng thương vẫn mềm lòng trong mắt một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có
cánh cò ấm mùa. Trong cổ tín hằng đêm ba thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha. Tám năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên anh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, ôi cha đã đầm ướt luôn thầy. Nay con khôn lớn lên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đám biến chơi tình cha. Vì khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lộng lộng không phủ kín công cha. Hôm nay cụ Thuận ông bà đã thọ tuổi 80. Thượng thọ là một điều gia đình rất mong muốn trong các cụ đã trải qua 80 năm, có lúc thăng trầm và có lúc khó khăn. Cái vực độ đến hôm nay các cụ được thượng thọ, tất cả anh em chúng tôi ở trên Xuân Đảo, gia đình ông Kỳ, tất cả anh em con cháu ở nhà ông Thành, còn tất cả những sự việc đã đến hôm nay là chúng tôi có những lời chào chúc ông bà mạnh khỏe sống lâu để cho con cháu dựa làm ăn được vững trái và hoàn thành những nhiệm vụ của các cụ đã giao cho. Xin cảm ơn tất cả gia đình đã đón tiếp chúng tôi một cách nồng nhiệt. Xin chân thành. Wait.
mãi im về ngày. Cánh khuya nguyệt lặng sao tàn đi sáng tỏ gần xa.
Xóm, cô dì chú bác cùng họ hàng con cháu. Trên thế giới có nhiều kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim cha mẹ. Trong tình cảm, trong cuộc sống tình cảm, có nhiều tình cảm, nhưng tình cảm trường tồn là tình cảm cha mẹ. Dù đếm ngược thời gian nhưng không đếm được tấm lòng cha mẹ, dù đo được sớm chiều nhưng không đo được tình yêu cha mẹ. Dù con đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Mẹ đi sớm về chưa dãi nắng dầm sương, hay băng rừng nội suối, cha mẹ tảo tần năm tháng không gian. Khổ nào cha mẹ chưa từng trải, không khó khăn nào cha mẹ chưa từng qua. Với muôn ngàn khó khăn gian khổ che chắn cho chúng con, suốt cuộc đời dường như cha mẹ chỉ biết cho con và vì con, luôn luôn lo lắng cho con, miễn sao thấy con mình khôn lớn trưởng thành. Trong ngày mừng thọ, chúng con kính dâng lên ông bà cha mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Ông bà mạnh khỏe, sống lâu, hưởng thụ cùng con cháu. 1, 2, 3 tất cả cùng vô để chúc mừng cho bố mẹ em ạ. Thưa quý vị, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, chúc mừng thượng thọ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng nâng ly và cạn chén ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho đại gia đình cũng như chúc mừng cho hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Có được niềm vui, niềm hạnh phúc lớn, được các con các cháu mừng thượng thọ hôm nay, âu cũng là nhờ ân đức tổ tiên để lại. Cẩm kỳ lưu giả hoài kỳ nguyên, uống nước ở đâu phải biết nhớ nguồn ở đó. Được hưởng phúc lộc hôm nay, cụ không thể nào quên công đức của các bậc gia tiên đã cho cụ một đại gia đình hôm nay. Con cháu tổ chức mừng thọ cho mẹ, cha, ông bà khi các cụ đến tuổi 70, 80, 90 là xuất phát từ truyền thống của dân tộc ta. Bác Hồ, vị lãnh tụ của dân tộc ta, đã từng nói về vị thế của người già. Đối với gia đình, với tổ quốc,
phụ lão có trọng trách làm một tôn trưởng. Đối với xóm làng, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Cụ Đỗ Mười, nguyên là tổng bí thư, cũng đã đánh giá về các cụ cao tuổi: các cụ là những người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, nay tuy tuổi cao nhưng vẫn nhiều tâm huyết với vận mệnh của đất nước, với tương lai của dân tộc, của thế hệ trẻ. Con cháu chúc thọ phụng dưỡng ông bà cha mẹ để các cụ sống lâu sống khỏe, vừa là thể hiện đạo hiếu với các đấng sinh thành, vừa có ý nghĩa lớn đối với cả xã hội. Từ ngày Hội Người Cao Tuổi Việt Nam được ra đời năm 1995 đến nay, việc mừng thượng thọ cho các cụ là hội viên tuổi bạc tuổi vàng năm nào cũng được thực hiện. Nâng cốc bia thơm chúc thọ già, từ nguồn đạo lý rất sâu xa, người già lẽ sống tường thông tỏ, lớp trẻ đường đời sẽ trải qua. Cùng hội đồng niên con cháu cả, chúc già trường thọ bậc mẹ cha, nêu mãi gương đời gương tình nghĩa. Thank you.
Thank you.
lòng chàng trắng thắm đôi vai. Ngày tháng với vai nào ai có biết, cái ngày đã vàng ta quyết yêu nhau. Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ, trên đồng cuồng cô bé Giáng Lâm. Yeah.
sẽ đổi ra. Nghèo thì cho say, dành sao cho cha hôm nay con nguyện ghi sâu trong tim cha ơi, cha dấu con có ngày